Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ rất là giá trị, mang những cái nét cổ điển và độc đáo riêng. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rado đến từ Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ song kiếm và là một chiếc đồng hồ có cái mặt zin hổ phách rất là hiếm anh em nhá, và được giới sưu tầm săn đón rất là nhiều. Chiếc đồng hồ Rado này thì là một chiếc đồng hồ zin 100% cả dây khóa anh em nhá, và hơn thế nữa nó là một chiếc đồng hồ có cái nền mặt zin màu hổ phách, và nó là một trong những chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ anh em nhá. Đi sâu vào thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc Rado này thì đây là một chiếc với khung vỏ được bọc vàng và đáy là đáy SS, và cái dòng Rado này là dòng Rado 3 cá ngựa anh em nhé. Đi sâu vào cái phần nền mặt là nền mặt màu hổ phách zin, trải tia bát sáng rất là tốt, nó kết hợp với các cọc số nổi, và anh em cùng chiêm ngưỡng ở phía trên những cái cọc số nó có những cái chấm dạ quang và có một vị trí lệch góc 3 giờ. Một cái nền mặt nó trang trí tuy nhỏ nhưng mà nó trang trí tất cả những cái chi tiết rất là góc cạnh và nhìn nó rất là đẹp. Bình thường những cái logo Rado ấy là nó ở phía dưới của cái mỏ neo, nhưng mà cái dòng Rado hai kiếm này thì cái logo Rado nổi nó nằm ở vị trí 9 giờ. Và cũng như những cái chiếc Rado khác thì nó có một cái mỏ neo, và ở dưới cọc số 12 giờ thì chiếc đồng hồ này cũng vậy, và cái mỏ neo vẫn còn hoạt động anh em nhé. Phía trên cọc số 6 giờ là một cái logo và có biểu tượng hai kiếm, một trong những cái biểu tượng và nổi bật của chiếc Rado này. Và chiếc này là một chiếc rất là đáng được sưu tầm và được săn đón rất là nhiều. Nó hiếm và gần như là kiếm được những cái chiếc đồng hồ zin mộc nguyên bản và kiếm chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam mình gần như là không có nhiều anh em nhé. Và em quay rất là kỹ để tất cả các anh em cùng xem. Bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà anh em ạ. Và núm zin có logo mỏ neo, biểu tượng đặc trưng của cái thương hiệu Rado này. Và anh em thấy cái nước vàng của nó còn đẹp không ạ? Em quay từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, cũng miêu tả chi tiết. Anh em nào muốn mua là chỉ việc xách điện thoại lên và gọi điện ngay cho em để chốt được cái chiếc Rado này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng, đây là một cái dòng Worcestershire 3 cá ngựa có cái dòng chữ Rado, và nó dập nổi zin mộc nguyên bản anh em nhá, chưa đánh bóng spa bất kỳ một cái gì cả. Hàng nguyên bản từ bên ngoài về, hoạt động rất là chính xác anh em ạ. Và em quay cận cảnh từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng xem nó bén như thế nào, và cái nét đẹp cổ điển của nó thể hiện ra sao ở trên cái chiếc Rado. Và anh em thấy không, từng góc cạnh, từng cái nước vàng của nó còn rất là bén. Và chiếc đồng hồ này thì kết hợp với một sợi dây zin, anh em thấy cùng chiêm ngưỡng cái sợi dây của chiếc Rado này. Chiếc đồng hồ này thì cổ tay to bao nhiêu thì cũng vừa nha, anh em thấy không, nó có thể kéo giãn được cái sợi dây, và một sợi dây zin đi theo cùng đồng hồ, kiếm được những chiếc bây giờ thì nó cũng rất là khó, bởi vì nó zin nguyên bản anh em nhé. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Và chiếc đồng hồ này thì có cái niềng benzen khía, nó giống như khía của Rolex anh em nhé. Và anh em cùng xem cận cảnh cái nền mặt cũng như là cái khía của chiếc Rado này. Một cái nền mặt hổ phách zin, trải tia bát sáng rất là tốt. Và anh em cùng chiêm ngưỡng đấy, từng cái vị trí thiết kế và có những cái logo Rado nổi này cũng như mỏ neo và cũng như các cọc số. Điểm nhấn là các cọc số 6, 9 và 12 nó có cái chấm đỏ ở giữa. Bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng nó giá trị đến mức như thế nào ạ. Và kiếm được những chiếc Rado này gần như bây giờ rất là khó anh em nhé. Không còn nhiều trên thị trường đâu anh em ạ. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 36 x 37mm. Một cái size rất là lớn
và tay anh em nào to nhỏ cũng đều đeo được hết cái dòng radio hai cá ngựa này. Và anh em nào mà chưa có những cái chiếc radio hiếm gặp như này trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Nó là một trong những cái phiên bản giá trị và rất là hiếm. Và rất là lâu rồi em mới về được một chiếc radio hai cá ngựa. Nó rất là khó tìm, và gần như là tìm được những chiếc này tại thị trường Việt Nam mình rất là khó anh em nhé. Và giá em giao lưu chiếc đồng hồ này là giá 8.600.000 đồng, một cái giá cũng rất là hợp lý giá trị một chiếc đồng hồ nổi tiếng và đi theo cùng năm tháng. Và đây là chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Guinée. Nhắc đến thương hiệu Guinée thì anh em chơi đồng hồ cổ cũng đã đều biết đến. Nó là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và được các bác sưu tầm săn đón rất là nhiều. Và ở bên nước ngoài, thương hiệu Guinée này nó là một trong những cái thương hiệu mà các bác Tây săn đón cũng như là xếp top ở bên nước ngoài. Và về thị trường Việt Nam mình, nó cái thương hiệu nó cũng rất là mạnh. Và chiếc Guinée em giới thiệu ngày hôm nay là một chiếc Guinée với những cái thông số cơ bản như sau. Thứ nhất đó chính là cái khung vỏ. Khung vỏ thì được làm từ thép không gỉ. Chiếc đồng hồ thép không gỉ này là một trong những cái thiết kế dành riêng cho quân đội. Và những cái chiếc Guinée này thì rất là bền bỉ với thời gian. Và những cái chiếc thép ấy thì anh em xài không biết bao giờ nó mới hỏng được. Và đi sâu vào cái thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc đồng hồ này, tổng thể của chiếc đồng hồ này là zin mộc nguyên bản 100% anh em nhé. Và cái sợi dây và khóa là sợi dây không zin, nhưng mà nó là hàng sợi dây và đồng hồ từ bên nước ngoài nguyên bản về như vậy anh em ạ. Và anh em cùng xem tổng thể của chiếc đồng hồ này, nó nguyên bản rất là tuyệt vời và rất là đẹp anh em nhé. Đi sâu vào cái phần mặt số, thứ nhất đó là kính. Kính là kính zin và cái nền mặt là nền mặt zin. Cái dial của nền mặt là nền mặt trắng và nó kết hợp với những cái cọc số nổi. Các cọc số này thì nó có những cái đính những cái viên đá ruby xanh nhìn rất là đẹp. Và cái viền ngoài các cọc số ấy là những cái một cái vệt viền xanh nhìn nó tổng thể rất là tuyệt vời. Và em quay cái sợi dây để tất cả các anh em cùng xem. Sợi dây không zin nhưng mà ở bên nước ngoài về com nết vào nhìn nó rất là khỏe khoắn anh em ạ. Núm zin có logo. Đây là một cái dòng dial rất là nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy. Đây là một cái phiên bản kỷ niệm. Đấy, nó chạy với bộ máy tự động và được sản xuất vào những năm 1960. Và anh em thấy không, nó có những cái chuyện khắc về những cái thông số của chiếc đồng hồ này. Em quay cận cảnh chi tiết để tất cả các anh em cùng xem. Form dáng của chiếc đồng hồ quân đội này ấy, thì rất là khỏe khoắn và nó là một trong những cái thiết kế phải nói là rất là bền bỉ dành cho quân đội xưa. Đấy. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ máy. Bộ máy được lắc kê vàng, còn rất là mới anh em ạ. Và những chiếc Guinée này chạy rất là chuẩn xác và nó rất là bền bỉ. Đấy. Anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ máy. Đấy, và anh em cùng xem cái sợi dây. Sợi dây em quay rất là cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Và đeo những chiếc này không biết bao giờ nó mới hỏng được anh em ạ. Nó là một trong những cái thiết kế rất là tuyệt vời. Và anh em nào mà chưa có những chiếc Guinée giá trị này trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Nó là một trong những cái phiên bản đến bây giờ anh em săn đón thì nó cũng rất là ít anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có cái size mặt nó rất là lớn, size 38.2mm. Một cái size của cái size vintage xưa ấy thì nó là một trong những cái size lớn của dòng vintage. Đấy. Và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể cái nét đẹp zin nguyên bản anh em nhé. Chưa đánh bóng spa bất kỳ một cái gì cả. Và chiếc đồng hồ này thì có hai lịch ở vị trí góc 3 giờ. Và cái thương hiệu logo Guinée thì nó ở vị trí 9 giờ cũng rất là độc đáo. Và chiếc Guinée này ấy, thì nó làm từ thép không gỉ nên là anh em chơi thoải mái anh em nhé. Và những chiếc Guinée này ấy, thì không chống được nước anh em ạ.
Ở cái thời điểm bấy giờ thì nó chưa có cái chế độ chống nước, nên là anh em mua những chiếc đồng hồ này về thì hãy nâng niu nó và đeo nó cẩn thận. Đấy, nó cũng không chịu nước. Một chiếc Guinea rất là giá trị. Và anh em nào mà chưa có những chiếc Guinea khỏe khoắn và form dáng độc đáo như này thì hãy đừng bỏ lỡ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu. Nó là một trong những cái thiết kế rất là tuyệt vời. Và anh em nào mà muốn sở hữu lên cho em, giá em giao nêu là 4.800.000 đồng. Trong bộ sưu tập ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Buren. Một chiếc Buren rất là tuyệt vời, và một chiếc Buren với những cái cọc số sơn La Mã rất là cổ điển. Và chiếc Buren này thì nó là một trong những cái chiếc đồng hồ với cái thương hiệu rất là nổi tiếng và được tất cả các bác Tây săn đón rất là nhiều. Chiếc đồng hồ Buren chạy với bộ máy lên dây, được sản xuất vào những năm 1960, và khung vỏ được bọc vàng 10K, đáy là đáy SS. Và anh em thấy không, cái chiếc đồng hồ này cũng zin nguyên bản anh em nhé. Cái nền mặt là nền mặt trắng, trải tia phát sáng rất là tốt. Và chiếc Buren này thì rất là đơn giản và thanh lịch. Nó thiết kế với form dáng mỏng và mang đậm nét vintage xưa. Em quay cận cảnh và để tất cả các anh em cùng xem, nó trải tia rất là tốt anh em ạ. Cái nền mặt zin nên là cái độ phản quang cũng như là trải tia của nó được bắt sáng rất là tốt. Và bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà, anh em cùng chiêm ngưỡng. Chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy lên dây nên là cái cỗ máy của nó rất là cổ điển, chạy hoạt động rất là chuẩn xác anh em nhé. Và nó có size mặt lên tới 34 mm, một cái size chuẩn, size vintage xưa. Anh em chưa có những chiếc Buren này trong bộ sưu tập của mình thì hãy đừng bỏ lỡ. Nó là một trong những cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và được tất cả các bác Tây săn đón rất là nhiều. Và hàng về đợt dịch này được vài chiếc đồng hồ nhưng mà cơ bản rất là đẹp anh em ạ. Anh em cùng chiêm ngưỡng từng góc cạnh, đáy là đáy SS và zin mộc nguyên bản anh em nhé, chưa đánh bóng spa gì cả, độ mỏng hoàn hảo. Và những chiếc đồng hồ này anh em mặc quần âu, áo sơ mi mà làm công sở thì diện những chiếc đồng hồ này rất là đẹp anh em nhé. Không còn nhiều trên thị trường, và sản xuất những chiếc đồng hồ này thì anh em thấy không, từng chiếc đồng hồ một, từng mẫu vintage là một trong những cái vẻ đẹp riêng biệt. Điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này còn phải kể đến đó chính là cái mặt kính. Nhìn cái mặt kính của nó vát cong, nhìn nó rất là hút mắt anh em ạ. Và nó được kết hợp với một sợi dây da màu đen làm tôn lên với cái vẻ mặt trắng của chiếc đồng hồ này, rất là đẹp và tinh tế. Anh em thấy không, ở phía dưới cọc số 12 giờ thì nó có cái biểu tượng của cái thương hiệu Buren này, nó như kiểu là một hình một cái ngòi bút. Và anh em cùng chiêm ngưỡng, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Và anh em nào mà yêu thích lên cho em mã 3 giá 4.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Nga. Và đây là một chiếc đồng hồ phải nói là rất là tuyệt vời, với cái nền mặt là nền mặt đen bao công zin. Và size mặt của nó là một cái size mặt rất là lớn, size 40 mm. Và chiếc đồng hồ Nga này chạy với bộ máy lên dây. Và đây là một chiếc đồng hồ Nga rất là độc đáo. Độc đáo ở chỗ nào ạ? Và bây giờ em xin tiến hành vào miêu tả chi tiết cụ thể chiếc đồng hồ Nga này. Chiếc đồng hồ Nga này với cái khung vỏ ở cái niềng ấy là niềng bọc vàng, và đáy là đáy SS anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ dành cho quân đội ngày xưa. Và cái nền mặt của nó là nền mặt có những cái nét đẹp rất là cổ điển. Đó chính là một cái nền mặt bao công với hai nọc. Và trên cái nền mặt ấy thì nó có những cái
chấm như vì sao anh em ạ. Anh em thấy không? Dưới ánh điện thì nó trải lên và nó phủ lên một lớp như một lớp kim tuyến cũng như là những cái vì sao. Và các cọc số là các cọc số nổi ở vị trí 2, 4, 6, 8, 10 và 12 là các cọc số học trò. Và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ size to, nên là anh em nào mà cổ tay to mà yêu thích những chiếc đồng hồ vintage xưa thì hãy đừng bỏ lỡ cái chiếc đồng hồ Nga ngày hôm nay em giới thiệu. Và chiếc đồng hồ Nga này thì là một phiên bản dành cho quân đội xưa, zin mộc nguyên bản anh em nhé, chạy hoạt động cũng rất là chuẩn xác, độ mỏng hoàn hảo anh em ạ. Và em quay rất là cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem chiếc đồng hồ Nga này, giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em cùng chơi và giao lưu. Không còn nhiều những cái sản phẩm như thế này, và đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ sưu tầm giá bình dân, nên là anh em nào đeo và mua về sưu tầm cũng rất là tuyệt vời anh em ạ. Một chiếc đồng hồ Nga với cái nền mặt đen bao công, nhìn nó rất là bắt mắt. Và size mặt của chiếc đồng hồ này 40mm, và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em nào mà yêu thích sản phẩm này lên cho em mã 4, giá 3.500.000 đồng cho một chiếc đồng hồ Nga size 40. Và anh em thấy không, trên cái nền mặt của nó lấp lánh những cái chấm, nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Và chiếc đồng hồ tiếp theo mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Lemark 100 Tin-O-Matic. Một chiếc đồng hồ với thiết kế rất là đơn giản. Và anh em thấy không, cái dòng Tin-O-Matic này nó chỉ sản xuất dành cho những chiếc đồng hồ Hamilton, nhưng mà chiếc Lemark này nó cũng là một chiếc đồng hồ đạt cái tiêu chuẩn Tin-O-Matic này. Và chiếc đồng hồ này thì cái thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc đồng hồ này đó chính là cái khung vỏ được bọc vàng 10K đáy là đáy SS. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy tự động được sản xuất vào những năm 1960. Và anh em thấy không, một cái nền mặt trắng, một cái nền mặt trắng zin và kết hợp với các cọc số nổi, bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Chiếc đồng hồ này với bốn chân càng nhìn nó rất là dài và to. Và đây là một chiếc đồng hồ thiết kế rất là đơn giản, mang đậm nét vintage và nhìn nó rất là lịch sự anh em ạ. Đeo những chiếc đồng hồ này kết hợp quần Âu đen, áo sơ mi trắng và đi giày tây, diện những con vintage này thì quá là tuyệt vời anh em ạ. Nó chạy với bộ máy tự động cũng rất là chuẩn xác anh em nhé. Dòng Tin-O-Matic này là một trong những cái dòng đó cỗ máy đạt chuẩn, nó hoạt động và nó chạy cũng rất là chuẩn xác anh em nhé. Anh em xem từng góc cạnh của nước vàng của nó đâu còn rất là đẹp. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Và cái đáy có thể soi gương được anh em ạ, chưa đánh bóng spa gì anh em nhé, hàng nguyên bản. Nên là anh em chơi những chiếc đồng hồ này cho vào bộ sưu tập thì cũng rất là tuyệt vời. Không còn nhiều những chiếc đồng hồ sưu tầm, và anh em nào chưa có những cái thương hiệu Lemark này, bởi vì là cái thương hiệu này cũng rất là ít gặp tại thị trường Việt Nam mình, nên là anh em nào mà chưa có thì hãy nhanh tay mua và sở hữu chiếc Lemark này, cũng không còn nhiều. Và một cái nét thiết kế cũng cơ bản là nhìn nó rất là sáng và đeo lên tay nó rất là, nhìn nó phong cách rất là trẻ anh em ạ. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc Lemark này. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 34mm, một cái size chuẩn size vintage xưa. Bốn chân càng của nó rất là dài và to, ôm lên tay rất là đẹp. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem.
nó long lanh và lấp lánh anh em ạ. Và anh em nào yêu thích lên cho em năm giá 4.800.000 đồng. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Bulova. Nhắc đến thương hiệu Bulova thì anh em cũng biết rồi, nó là một trong những cái dòng nội địa của Thụy Sĩ. Và hôm nay em gửi đến tất cả các anh em một chiếc Bulova rất là độc đáo, zin mộc nguyên bản anh em nhé. Một chiếc Bulova chạy với bộ máy tự động 30 chân kính. Và đây là dòng Selwinding, được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được làm từ thép không gỉ. Và đây là một chiếc đồng hồ với cái nền mặt số nhìn nó rất là cổ điển. Một cái nền mặt số làm từ sơ lụa vải và màu nâu đã phai theo năm tháng. Nhưng mà anh em cùng chiêm ngưỡng, nó rất là độc đáo. Và đây là một chiếc đồng hồ mang những cái nét cổ điển riêng. Đấy. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ này, thứ nhất đó chính là cái nền mặt kết hợp vào các cọc số nổi ở vị trí 3, 6, 9, 12 là cọc số học trò. Bộ ba kim hoạt động nó mượt mà, và kim giờ và kim phút có gắn dạ quang anh em ạ. Và anh em đã có những cái chiếc đồng hồ Bulova độc đáo như thế này chưa ạ? Một chiếc đồng hồ mà với cái nền mặt hồi xưa họ làm rất là tỉ mỉ và thủ công, nên là kiếm được những chiếc đồng hồ bây giờ họ làm theo thiết kế như thế này rất là khó anh em ạ. Nó được kết hợp với một sợi dây nguyên bản ở bên nước ngoài về anh em nhé. Anh em thấy không, một sợi dây nó cũng làm hội tụ vào cũng rất là đẹp những cái thiết kế. Đáy này đáy SS, còn nguyên zin nguyên bản. Nó có triện những cái thông số. Đây là những cái thông số cơ bản của chiếc Bulova này. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 33mm. Anh em nào mà chưa có những chiếc Bulova độc đáo và cơ bản nó còn nguyên zin nguyên bản như thế này thì hãy đừng bỏ lỡ sản phẩm này. Giá cũng rất là hợp lý rồi. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đeo lên tay cũng rất là thời thượng, rất là đơn giản và mang những cái nét vintage xưa. Cái dòng Selwinding này thì tại thời điểm xưa thì họ làm cũng có những cái độ chống nước nhất định anh em ạ. Và anh em nào mà yêu thích sản phẩm này nên cho em mã 6 giá 3.600.000 đồng. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.